kinh niệm xứ như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở xứ kuru kamasadama là đô thị của xứ kuru rồi thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo các tỷ kheo vân đáp thế tôn bạch thế tôn thế tôn thuyết pháp như sau này các tỷ kheo đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vượt khỏi sầu não diệt trừ khổ ưu thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đó là bốn niệm xứ thế nào là bốn này các tỷ kheo ở đây tỷ kheo sống quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời sống quán thọ trên các thọ nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời sống quán tâm trên tâm nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời sống quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời và này các tỳ kheo Thế nào là tỷ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú, chánh niệm trước mặt, tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra, thở vô dài vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài hay thở ra dài vì ấy tuệ tri tôi thở ra dài hay thở vô ngắn vì ấy tuệ tri tôi thở vô ngắn hay thở ra ngắn vì ấy tuệ tri tôi thở ra ngắn cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập an tình toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập An tình toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập Này các tỷ kheo Như người thợ quay hay học trò của người thợ quay thiền xảo Khi quay dài tuệ tri tôi quay dài Khi quay ngắn tuệ tri tôi quay ngắn Cũng vậy này các tỷ kheo Tỷ kheo thở vô dài tuệ tri tôi thở vô dài hay thở ra dài tuệ tri tôi thở ra dài hay thở vô ngắn tuệ tri tôi thở vô ngắn hay thở ra ngắn tuệ tri tôi thở ra ngắn cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập an tình toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Như vậy, vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân có thân đây vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì trên đời này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân như vậy vì ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoài thân, hay vì ấy sống quán tánh, sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh, diệt tận trên thân, hay sống quán tánh, sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú, chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy không nương tựa, không chấp trước, vật gì trên đời này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân lại nữa này các tỷ kheo tỷ kheo đi tuệ tri tôi đi hay đứng tuệ tri tôi đứng hay ngồi tuệ tri tôi ngồi hay nằm tuệ tri tôi nằm thân thể được sử dụng như thế nào vì ấy tuệ tri thân thể như thế ấy vì ấy sống quán thân trên nội thân hay vì ấy sống quán thân trên ngoài thân hay vì ấy sống quán thân trên nội thân ngoại thân hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân hay vì ấy sống quán tánh diệt tận trên thân hay vì ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân có thân đây vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì ở trên đời này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân lại nữa này các tỷ kheo tỷ kheo khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm, khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo sangati, tăng già lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm, khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện, tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân hay sống quán tánh sanh diệt trên thân có thân đây vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì trên đời này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân lại nữa này các tỷ kheo tỉ kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đảnh tóc bao bọc bởi da da chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt trong thân này đây là tóc lông móng răng da thịt gân xương thận tủy tim gan hoành cách mô lá lách phổi ruột màng ruột bụng phân, mật, đàm mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu, này các tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã say rồi, một người có mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã say rồi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho tới đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thần, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu, như vậy vì ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên nội thân ngoại thân hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tận trên thân hay sống quán tánh sanh diệt trên thân có thân đây vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo quán sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và dạ phong đại. Này các tỷ kheo như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể giết một con bò ngồi cách chia từng thân phần tại ngã tư đường cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới trong thân này có địa đại thủy đại hỏa đại và phong đại như vậy vì ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên nội thân ngoại thân hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tận trên thân hay sống quán tánh sanh diệt trên thân có thân đây vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau, Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì trên đời này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quả ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sau, thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vì ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên nội thân ngoại thân hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tận trên thân hay sống quán tánh sanh diệt trên thân có thân đây vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương không còn dính thịt dính máu còn được các đường gân cột lại chỉ còn có xương không dính lại với nhau rải rác chỗ này chỗ kia ở đây là xương tay ở đây là xương chân ở đây là xương ống ở đây là xương bắp dế ở đây là xương mông ở đây là xương sống ở đây là xương đậu tỷ kheo quán thân ấy như sau thân này tánh chất là như vậy bản tánh là như vậy không vượt khỏi tánh chất ấy như vậy vì ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên nội thân ngoại thân hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tận trên thân hay sống quán tánh sanh diệt trên thân có thân đây vì ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì trên đời này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân quán thọ này các tỷ kheo như thế nào là tỉ kheo sống quán thọ trên các thọ này các tỉ kheo ở đây tỉ kheo khi cảm giác lạc thọ tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ khi cảm giác khổ thọ tuệ tri tôi cảm giác khổ thọ khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ tuệ tri tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất tuệ tri tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất tuệ tri tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất tuệ tri tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất. Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri, tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất. Như vậy, vì ấy sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên các nội thọ, ngoại thọ, hay vì ấy sống quán tánh, sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh, diệt tận trên các thọ, hay sống quán tánh, sanh diệt trên các thọ. Có thọ đây, vì ấy sống an trú, chánh niệm, như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước, một vật gì trên đời nay các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ. Phần 3. Quán tâm này các tỷ kheo như thế nào là tỷ kheo sống quán tâm trên tâm này các tỷ kheo ở đây tỷ kheo với tâm có tham tuệ tri tâm có tham hay với tâm không tham tuệ tri tâm không tham hay với tâm có sân tuệ tri tâm có sân hay với tâm không sân tuệ tri tâm không sân hay với tâm có si tuệ tri tâm có si hay với tâm không si tuệ tri tâm không si hay với tâm thâu nhiếp tuệ tri tâm được thâu nhiếp hay với tâm tán loạn tuệ tri tâm tán loạn hay với tâm quảng đại tuệ tri tâm được quảng đại hay với tâm không quảng đại tuệ tri tâm không được quảng đại hay với tâm hữu hạn tuệ tri tâm hữu hạn hay với tâm vô thượng tuệ tri tâm vô thượng hay với tâm có định tuệ tri tâm có định hay với tâm không định tuệ tri tâm không định hay với tâm giải thoát tuệ tri tâm có giải thoát hay với tâm không giải thoát tuệ tri tâm không giải thoát như vậy vì ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vì ấy sống an trú, chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán tâm trên tâm phần 4 quán pháp này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp này các tỷ kheo ở đây tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm truyền cái và này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo sống quán Pháp trên các pháp đối với năm truyền cái. này các tỷ-kheo, ở đây tỷ kheo nội tâm có ái dục, Tuệ tri, nội tâm tôi có ái dục. Hay nội tâm không có ái dục, Tuệ tri, nội tâm tôi không có ái dục, và giới ái dục chưa sanh, này sanh Khởi, vì ấy Tuệ tri như vậy, và giới ái dục đã sanh, này được đoạn diệt, vì ấy Tuệ tri như vậy, và giới ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa vì ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có sân hận, tuệ tri, nội tâm tôi có sân hận. Hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri, nội tâm tôi không có sân hận. Và giới sân hận chưa sanh, này sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt vì ấy tuệ tri như vậy và giới sân hận đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa vì ấy tuệ tri như vậy hay nội tâm có hôn trầm thủy miên, tuệ tri nội tâm tôi có hôn trầm thủy miên, hay nội tâm không có hôn trầm thủy miên, tuệ tri nội tâm tôi không có hôn trầm thủy miên, và giới hôn trầm thủy miên chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới hôn trầm thủy miên đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới hôn trầm thủy miên đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa vì ấy tuệ tri như vậy hay nội tâm có trào hối tuệ tri nội tâm tôi có trào hối hay nội tâm không có trào hối tuệ tri nội tâm tôi không có trào hối và với trào hối chưa sanh nay sanh khởi vì ấy tuệ tri như vậy và với trào hối đã sanh nay được đoạn diệt vì ấy tuệ tri như vậy và với trào hối đã được đoạn diệt tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy, hay nội tâm có nghi, tuệ tri, nội tâm tôi có nghi, hay nội tâm không có nghi, tuệ tri, nội tâm tôi không có nghi, và giới nghi chưa sanh khởi, nay sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới nghi đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và giới nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì trên đời này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm truyền cái lại nữa này các tỷ kheo tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ ẩn? Này các tỷ kheo, tỷ kheo suy tư, đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt, đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt, đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt, như vậy dĩ ấy sống quán pháp trên các nội pháp hay sống quán pháp trên các ngoại pháp hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp hay dĩ ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp có những pháp ở đây dĩ ấy sống an trú chánh niệm như vậy giới hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ ẩn. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Này các tỷ kheo, ở đây, tỷ kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới kiết sử chưa sanh này sanh khởi vì ấy tuệ tri như vậy. Và giới kiết sử đã sanh này được đoạn diệt. Vì ấy tuệ tri như vậy Và giới kiếp sử đã được đoạn diệt Tương lai không sanh khởi nữa Vì ấy tuệ tri như vậy Tỷ kheo tuệ tri tai và tuệ tri các tiếng Tuệ tri mũi và tuệ tri các hương Tuệ tri lưỡi và tuệ tri các vị Tuệ tri thân và tuệ tri các xúc Tuệ tri ý và tuệ tri các pháp Do duyên hai pháp này kiết sử sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử chưa sanh này sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã sanh này được đoạn diệt, vì ấy tuệ tri như vậy, và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp hay sống quán pháp trên các ngoại pháp hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp, hay gì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây, gì ấy sống an trú, chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm và gì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ-kheo, như vậy là tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ lại nữa này các tỷ kheo tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi này các tỷ kheo ở đây tỷ kheo nội tâm có niềm giác chi tuệ tri nội tâm tôi có niềm giác chi hay nội tâm không có niềm giác chi tuệ tri nội tâm tôi không có niệm giác chi và với niệm giác chi chưa sanh này sanh khởi vì ấy tuệ tri như vậy và với niệm giác chi đã sanh này được tu tập viên thành vì ấy tuệ tri như vậy hay tỷ kheo nội tâm có trạch pháp giác chi hay nội tâm có tinh tấn giác chi, hay nội tâm có hỷ giác chi, hay nội tâm có khinh an giác chi, hay nội tâm có định giác chi, vân vân, hay nội tâm có xả giác chi, vì ấy đều tuệ tri nội tâm tôi có các giác chi như vậy. Nội tâm có xả giác chi, tuệ tri, nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri, nội tâm tôi không có xả giác chi, và với xả giác chi chưa sanh, này sanh khởi, vì ấy tuệ tri như vậy, và với xả giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vì ấy tuệ tri như vậy. Như vậy, vì ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp hay sống quán pháp, trên các nội pháp ngoại pháp hay gì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây gì ấy sống an trú, chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì trên đời này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi lại nữa này các tỷ kheo vì ấy sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn thánh đế này các tỷ kheo ở đây tỷ kheo như thật tuệ tri đây là khổ như thật tuệ tri đây là khổ tập như thật tuệ tri đây là khổ diệt như thật tuệ tri đây là con đường đưa đến khổ diệt như vậy chị ấy sống quán pháp trên các nội pháp hay sống quán pháp trên các ngoại pháp hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại Pháp hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên các Pháp hay sống quán tánh diệt tận trên các Pháp hay sống quán tánh sanh diệt trên các Pháp có những Pháp ở đây vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với tứ thánh đế. Kết luận Này các tỷ kheo, vì nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vì ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàng này các tỳ kheo không cần gì đến bảy năm một vị nào tu tập tứ niệm xứ này như vậy trong sáu năm trong năm năm trong bốn năm trong ba năm trong hai năm trong một năm vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn này các tỷ kheo không cần gì đến một năm một vị nào tu tập tứ niệm xứ này trong bảy tháng vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn này các tỷ kheo không cần gì bảy tháng một vị nào tu tập tứ niệm xứ này trong sáu tháng trong năm tháng trong bốn tháng trong ba tháng trong hai tháng trong một tháng trong nửa tháng vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn này các tỷ kheo không cần gì nửa tháng một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong bảy ngày vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây một là chứng chánh trí ngay trong trong hiện tại hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàng này các tỷ kheo đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh vượt khỏi sầu não diệt trừ khổ ưu thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn đó là bốn niệm xứ thế tôn thuyết giảng như vậy các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời dạy của thế tôn hòa thượng thích minh châu dịch việt Nam mô Bố Đa Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá.